Sau mỗi đợt bão lũ, người dân, đặc biệt là nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp thường phải đối mặt với những thiệt hại lớn về tài sản, cây trồng và vật nuôi. Để có thể khôi phục sản xuất và tiếp tục kinh doanh, người dân rất cần các khoản bồi thường kịp thời từ các công ty bảo hiểm. Bên cạnh đó, bão Yagi đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản của người dân và nhiều doanh nghiệp. Ở Hải Phòng, hoạt động dịch vụ du lịch tại quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải cũng bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão. Tại địa bàn Đồ Sơn, chưa nói rộng hơn, người có thể là bị ít, người bị nhiều. Đặc biệt là doanh nghiệp của tôi thì là thiệt hại hoàn toàn, là số lượng một số xe là bị cháy hoàn toàn, không còn cái gì, là mất 50%. Thế còn lại 50% còn lại cái số lượng xe để phục vụ dịch vụ du lịch thì hỏng hóc gần như là hết. Cái tu bổ sửa chữa toàn bộ nhà xưởng, nhà hàng rồi là mọi cái thì là đều bị sập. Sau khi cơn bão tan thì chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo cho các cấp các ngành đến để xác minh rồi là động viên bà con trong cái vấn đề thiệt hại và cũng vận động bà con là tập trung mọi nguồn lực nhân lực để củng cố xây dựng lại, lập lại những cái mái trại bị tốc mái để đảm bảo cho kịp thời vào tiếp tục để duy trì cái sản xuất chăn nuôi. Cơn bão số 3 đã làm hư hại rất lớn đến nhà xưởng chế biến nước mắm của công ty cổ phần chế biến thủy sản Cát Hải, thị trấn Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Gió lốc giật mạnh làm cho các mái che của các kho thành phẩm bị rách vỡ, tốc mái và các nắp bằng tôn phủ các bể chứa hàng bán thành phẩm của khu xưởng sản xuất bị bung bật và bay khỏi vị trí che chắn, làm cho nước mưa rơi trực tiếp vào hàng hóa. Ngay sau khi bão tan, cán bộ bảo hiểm Agribank đã đến giám định tổn thất tại xưởng chế biến, ước tính chi phí đền bù bảo hiểm lên tới 7 tỷ đồng. Từ năm 1959 cho đến giờ thì chưa có một cái lịch sử, chưa có một cái trận bão nào mà bị tàn phá như cái trận bão số 3 này. Thì đưa đến cho công ty thiệt hại về mặt vật chất, về mặt nguyên liệu, về mặt nhà xưởng là rất lớn. Mà tháng ngày trong cái thời gian ngắn thì chưa thể đánh giá hết được cái thiệt hại. Và phải có thời gian từ 3 đến 6 tháng cho đến 1 năm mới đánh giá hết được cái thiệt hại của cái nguyên liệu đầu vào và cái thành phẩm. Hiện nay thì các cái đơn vị mà chúng tôi bảo hiểm ở với ngân hàng ấy, cái gói 50 tỷ. Thì hiện nay là khi sau bão thì ngân hàng ta cũng đến và đưa cái lực lượng xuống để giám sát cái thiệt hại. Thì các đơn vị cũng rất là đồng hành với doanh nghiệp để làm cái việc đó. Các hiện tượng thiên tai cực đoan như bão lũ là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù đã có dự đoán từ trước, nhưng hậu quả để lại là rất lớn về người và tài sản. Do đó, người dân, đặc biệt là tại khu vực Tam Đông, rất cần một phương án hữu hiệu để bảo vệ, đảm bảo giải quyết khó khăn khi thiên tai xuất hiện, góp phần ổn định cuộc sống. Bảo hiểm chính là tấm lá chắn, tài chính an toàn với chi phí thấp. Khoản tiền bồi thường chính là cứu cánh trong những giai đoạn khó khăn. Theo thống kê, về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tính đến ngày 18 tháng 9, bảo hiểm Agribank ghi nhận hơn 300 vụ với tổng số tiền bồi thường ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ kịp thời về mặt tài chính, các doanh nghiệp và người dân có nguồn tài chính để sửa chữa, tái thiết lại nhà cửa và cơ sở vật chất sau thiên tai. Điều này giúp người dân giảm bớt gánh nặng kinh tế, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão. Ngay ban đầu thì bảo hiểm đã tạm ứng trước cho số tiền, nó không phải là nhiều, nhưng đấy cũng là cái động viên để cho doanh nghiệp khắc phục những cái hậu quả sau khi bão lụt gây ra. Đặc biệt là cơn bão rồi thì tất cả thông tin liên lạc chúng tôi là không có. Thì là cái khi mà nhận thông tin thì người ta tiếp cận rất là nhanh và người ta lại xuống lại xem chat và không phải một lần. Người ta phải đi lại mất nhiều lần vì cái phương tiện đấy cũng rất là vất vả cho anh em bảo hiểm. Với lợi thế về chi nhánh rộng trên khắp cả nước, cán bộ bảo hiểm luôn đồng hành cùng cán bộ Agribank nên nắm bắt khách hàng và nhanh chóng hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ để giải ngân bồi thường ngay khi có thiệt hại. Đơn vị nhanh chóng có giám định viên tiếp cận hiện trường, xác minh tổn thất cho khách hàng và hỗ trợ người dân doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ bồi thường. Các cán bộ tại mỗi địa bàn túc trực 24/7 tại các đường dây nóng từ trước, trong và sau bão để tiếp nhận và nhanh chóng xử lý thông tin của khách hàng. Việc hoàn tất hồ sơ và chi trả bồi thường được thực hiện nhanh hơn so với quy định về việc bồi thường. Trên thực tế, chỉ sau vài ngày sau khi có hồ sơ đầy đủ, khách hàng đã được nhận tiền chi trả bồi thường từ công ty bảo hiểm. Thậm chí, có những vụ tổn thất nhỏ, việc chi trả tiền bồi thường diễn ra ngay trong ngày. Bảo hiểm Agribank ý thức được ý nghĩa nhân văn của ngành bảo hiểm trong khó khăn, nỗ lực với khách hàng, tạo thuận lợi và nhanh nhất, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm, hỗ trợ kịp thời để khắc phục thiệt hại.
tái thiết cuộc sống. Về phía công ty cũng đã có cái sự quan tâm, hỗ trợ và đã cử cho 11 cái cán bộ giám định viên có trình độ, có năng lực từ trong Hồ Chí Minh, từ Đà Nẵng, từ Thanh Hóa của các chi nhánh bạn ra hỗ trợ, cộng với lại các cán bộ của Agribank Hải Phòng, Bảo hiểm Agribank Hải Phòng tổ chức giám định chia làm nhiều mũi với hơn 300 vụ tổn thất ở khắp các nơi, thì chúng tôi đã tổ chức chia ra làm 17 cái mũi và đi tổ chức đánh giá tổn thất, giám định tổn thất trong vòng một tuần. Tức là chúng tôi làm cả ngày, nghỉ cả ngoài giờ, cứ nhận được cái thông tin tổn thất của khách hàng và có thể đến được chỗ nào là chúng tôi đến. Thì trong vòng một tuần chúng tôi về cơ bản chúng tôi đã ghi nhận được tất cả những cái thiệt hại của khách hàng. Và ngay sau đó thì chúng tôi cũng có một cái văn bản hướng dẫn cho khách hàng cung cấp những cái hồ sơ và đánh giá sơ bộ cái thiệt hại. Sau đó thì hướng dẫn khách hàng là nếu trường hợp khách hàng cần phải tạm ứng bồi thường để có một cái nguồn kinh phí khắc phục tạm thời để ổn định cái hoạt động sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi đã có một cái văn bản gửi khách hàng và cũng đã tổ chức chi trả cái tạm ứng bồi thường cho những khách hàng cần để khắc phục cái thiệt hại sau bão. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động an sinh, ủng hộ các cái đơn vị, các cái tổ chức mà gặp những cái thiệt hại do bão gây ra. Thì hiện cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã đang chia ra làm nhiều mũi, cũng đang đi tổ chức cái hoạt động an sinh tại các trường học, các cái địa bàn xã, huyện mà gặp tổn thất lớn trong cái dịp bão vừa qua. Theo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm, tổng số tiền ước tính thiệt hại và chi trả quyền lợi bảo hiểm do hậu quả của bão số 3 và lũ lụt đến nay đã lên tới hơn 9.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang khẩn trương hoàn tất công tác giám định tổn thất và tạm ứng bồi thường nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và hoạt động kinh doanh. Ngay sau khi bão tan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đã ban hành công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm vào ngày 9 tháng 9 năm 2024. Trong công văn này, Cục đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân để xác định chính xác mức thiệt hại về người và tài sản đối với các bên tham gia bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm được yêu cầu tạm ứng bồi thường nhanh chóng đầy đủ và thực hiện bồi thường theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm cũng như theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm cũng được đề nghị thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đã dồn toàn lực huy động nhân lực trực tiếp đến hiện trường tại khu vực xảy ra thiệt hại, giám định tổn thất, tạm ứng bồi thường và bồi thường nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh. Cơn bão số 3 này thì nó rất là to, mà trong khi nghe tin ấy, bão lũ là mình cũng đã chuẩn bị phòng chống, có đóng bao cát bao nước lên trên đè lên trên mái, nhưng mà nó đi vào đúng hướng, nhà mình nó vào đúng cái hướng gió nên nó tàn phá của mình một cái mái tôn và cả mấy khu cửa cuốn này, rồi trụ cổng nó đổ hết trên mái ngói, là tung vé hết. Nói chung là cái thiên tai thì cũng không ai mong muốn đâu, nhưng mà bây giờ nó xảy ra như thế thì mình cũng được, mình cũng đã mua bảo hiểm bên Bảo Minh. Bảo Minh thì bên cũng đã được hướng dẫn để cho mình gọi là đền bù những cái thiệt hại, hỗ trợ mình những cái thiệt hại mà mình không ai mong muốn đến như thế. Đấy, thì cũng rất là cảm ơn bên bảo hiểm quan tâm nhanh chóng kịp thời để gọi là hỗ trợ mình để mình khắc phục sau bão. Bão số 3 và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, đòi hỏi sự can thiệp nhanh chóng từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp bảo hiểm để giảm thiểu tác động tiêu cực lên đời sống người dân và hoạt động kinh doanh. Ngành bảo hiểm không chỉ đóng vai trò trong việc bồi thường thiệt hại mà còn hỗ trợ phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro từ thiệt hại,
góp phần giúp xã hội sớm trở lại trạng thái bình thường sau những sự cố lớn. Có những cái xe ô tô bị chết máy cũng như là bị hư hỏng, thậm chí là bị cây đổ. Thì đây là những cái thiệt hại do thiên tai. Đấy, thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp là ứng trực và hợp tác với các cái đơn vị về gara sửa chữa cũng như là các đơn vị cứu hộ. Khi tiếp nhận được những cái thông tin khai báo tổn thất của khách hàng là chúng tôi cũng đã liên hệ một cách nhanh nhất để cứu xe ra khỏi vùng ngập nước cũng như là bị đang bị tổn thất, bị cây đè hoặc là bị mái đổ xuống để đưa về gara sửa chữa và khắc phục. Đấy, sau khi mà giám định sửa chữa khắc phục xong thì chúng tôi cũng sẽ làm các cái thủ tục hướng dẫn khách hàng một cách nhanh nhất, thu thập các cái tài liệu và hồ sơ có liên quan để bảo lãnh và thanh toán xe với các gara sửa chữa đang liên kết với Bảo Minh trên địa bàn thành phố. Được bồi thường về những cái thiệt hại mà do cơn bão gây ra liên quan đến máy móc hoặc là các cái thiết bị của xe thì khách hàng phải mua một cái gói bảo hiểm toàn bộ thiệt hại vật chất xe ô tô với cái giá trị bảo hiểm là tương ứng với giá trị xe trên thị trường. Thì khi xảy ra tổn thất thì sẽ được công ty bảo hiểm giải quyết bồi thường toàn bộ. Cơn bão số 3 này rất là lớn và nó gây thiệt hại rất nhiều cho các chủ xe. Thì các xe đến với xưởng của chúng tôi thì cũng lên đến hơn 30 chiếc xe bị sự cố về đâm, bị tường đổ, bị cây đổ vào xe cũng như là bị thiệt hại do ngập nước. Thì sau khi các xe mà đặc biệt là những xe chúng tôi phối hợp với những đơn vị bảo hiểm và một trong những đơn vị đấy là công ty bảo hiểm Bảo Minh. Thì khi các xe đến sửa chữa tại gara thì chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất và đưa ra những phương án sửa chữa tốt nhất và làm cho những chiếc xe đấy trở về những trạng thái như ban đầu. Thế và chúng tôi cùng với lại đơn vị giám định bồi thường của công ty bảo hiểm Bảo Minh thì cũng phối hợp rất là nhanh chóng để giải quyết bồi thường cho khách hàng được toàn vẹn cho những chiếc xe mà bị sự cố gây ra. Cùng với đó, bão lũ là thời điểm để xem xét lại danh mục sản phẩm của mình, từ đó phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Trong những năm gần đây, các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp đã trở thành xu hướng toàn cầu do tình hình biến đổi khí hậu đã ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bão Yagi đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân miền Bắc, nhưng với sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức bảo hiểm, niềm tin và hy vọng về tương lai vẫn được thắp sáng. Dù hơn 3 tuần đã trôi qua, nhưng những thiệt hại về người, tài sản do cơn bão số 3 gây ra đối với các tỉnh thành phía Bắc vẫn còn là rất lớn. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kêu gọi toàn ngành chung tay góp sức bằng vật chất và tinh thần, bằng sự hỗ trợ động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc nói riêng. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và công đoàn ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, mang hơi ấm, tình cảm đến với cán bộ giáo viên và học sinh đang gặp khó khăn ở vùng bão lũ. Hải Phòng hiện có 15 khu nhà công vụ giáo viên đang hoạt động. Bão số 3 đã gây thiệt hại cho hầu hết các trường, trong đó 30 thầy cô và gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp khi nhà công vụ bị tốc mái, sập trần, hỏng các thiết bị thiết yếu. Trước tình trạng đó, lãnh đạo ngành và công đoàn đã tiến hành thăm hỏi động viên và đánh giá mức độ thiệt hại, đề nghị các đơn vị tạm thời khắc phục trong thời gian sớm nhất để các thầy cô nhanh chóng ổn định đời sống. Đến thời điểm này, các nhà công vụ của giáo viên đã cơ bản được sửa chữa những chỗ thiệt hại, đảm bảo an toàn nơi sinh sống cho các giáo viên. Tôi vận động là việc đầu tiên là ưu tiên tại chỗ, ủng hộ cho các thầy cô, các em học sinh của Hải Phòng và các hệ thống nhà công vụ của thành phố Hải Phòng trước, sau đó thì mới ủng hộ lên các tỉnh miền núi phía Bắc được. Chúng tôi quan tâm tới nhà công vụ của giáo viên. Hiện giờ là toàn thành phố Hải Phòng chúng tôi có 15 nhà công vụ của giáo viên. Thì trong số các nhà công vụ đó thì tập trung ở một số trường vùng sâu, vùng xa của thành phố hoặc là đảo Cát Hải. Thì khi chúng tôi khảo sát thì có rất nhiều nhà công vụ là bị tốc mái, bị sập trần. Thì chúng tôi sẽ tiến hành là hỗ trợ để các nhà trường có thể sửa chữa khắc phục, để các thầy cô có thể là ổn định tại các nhà công vụ đó để sinh hoạt. Bên cạnh đó thì theo thống kê của toàn thành phố Hải Phòng thì chúng tôi có gần 1.000 học sinh, 990 học sinh là đang cũng tình trạng là hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị tốc mái, bị sập nhà và phải di chuyển chỗ ở khác. Và hơn 200 giáo viên cũng thiệt hại rất là nặng và đặc biệt là những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Thì chúng tôi đã ban hành kế hoạch phối hợp về công tác chăm lo với sở là để tiến hành là làm sao công tác chăm lo đấy tới được các thầy cô và các em học sinh Hải Phòng sớm nhất và nhanh nhất. Từ nhiều ngày nay, tại trường Trung học Phổ thông Thái Phiên,
các thầy cô giáo và học sinh tình nguyện đã miệt mài công việc nhận và phân loại đồ dùng học tập và sách vở của học sinh toàn thành phố, ủng hộ học sinh các vùng lũ lụt miền núi phía Bắc. Và trong ngày 25 và ngày 26 tháng 9, ngành giáo dục Hải Phòng đã triển khai 4 chuyến xe chở gần 100.000 quyển vở, hơn 10.000 bút, 5.000 quyển sách giáo khoa, 5 máy tính các loại cùng nhiều đồ dùng, cặp sách, quần áo đồng phục gửi học sinh hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Dù công việc rất nhiều, nhưng ai cũng mong muốn các món quà nhỏ sẽ nhanh chóng đến với học sinh vùng cao. Em cũng quyên góp cho các bạn không phải muốn những món quà tặng có giá trị lớn, cũng chỉ là một vài quần áo cũng như là một số quyển sách, quyển vở. Nhưng mà em thấy rằng dù giá trị nó cũng không quá lớn, nhưng mà cũng có phần giúp hỗ trợ những hoàn cảnh các bạn đang có hoàn cảnh khó khăn trên vùng núi. Em mong rằng dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ đặt cái việc học về hàng đầu, bởi vì học hành chính là một con đường nhanh nhất để chúng ta vượt đến thành công. Trường em đã ngay lập tức kêu gọi các bạn ủng hộ sách, vở, những cái hiện vật có thể để sau đó nhà trường đã nhờ những bạn thanh niên xung kích để đóng gói, phân loại về các quyển vở. Và hôm nay là ngày chúng em đã phân loại các phần còn lại để cho lên xe để trở lên những vùng lũ lụt đi qua. Thông qua những hoạt động này thì chúng em đã nâng cao được tinh thần làm việc cùng nhau. Các bạn đã cùng chung tay để góp một phần tuy là không lớn vào để giúp được cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng tôi khi triển khai thì xuyên suốt nhiều ngày, từ ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 9 thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của thầy cô giáo, của các em học sinh và của các bậc phụ huynh. Trong đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều hiện vật gồm có bút, tẩy, thước kẻ, sách, vở và các cái vật dụng cần thiết khác như cặp sách và quần áo. Thì khi mà chúng tôi nhận được thì từ ngày 22 cho đến ngày 26 ngày hôm nay thì công đoàn ngành phối hợp với lại các thầy cô của trường Thái Phiên và một số các thầy cô ở trong nội thành tiến hành phân loại các cái hiện vật, phân loại rõ ra là đâu là vở dành cho học sinh trung học phổ thông, đâu là vở dành cho trung học cho tiểu học, và bút rồi là sách giáo khoa. Qua những cái hiện vật tuy rằng là bằng tình cảm, bằng tấm lòng hoặc là rất là nhỏ của các con học sinh của các thầy cô của Hải Phòng thôi, thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm lên tất cả các thầy cô và các em học sinh của các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai, là cái món quà đó thể hiện tấm lòng, là sự chung tay của chúng tôi, mong muốn các thầy cô là sớm được ổn định được cuộc sống, các con sớm ổn định được tình hình gia đình để có thể bước tiếp đến trường và tham gia được cái quá trình học tập để trở lại cái cuộc sống sinh hoạt bình thường, và các nhà trường lại có nhiều tiếng cười của trẻ con, cũng có nhiều tiếng cười các con học sinh. Đó là cái niềm hạnh phúc của các thầy cô và các em học sinh của Hải Phòng. Những chiếc xe đã lăn bánh với thông điệp trao gửi yêu thương, vững lòng vượt khó. Và mỗi quyển vở, cây bút của học sinh Hải Phòng đều là lời động viên, là niềm hy vọng với mong muốn các thầy cô giáo và các bạn học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc sớm ổn định việc học tập, an tâm đến trường. Tương thân tương ái luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những sự sẻ chia, những điều nhân văn ý nghĩa giúp nhau trong hoạn nạn sẽ luôn được tiếp nối và lan tỏa. Trong cuộc sống, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, và sự ấm áp tình người sẽ luôn còn mãi.